Hôm nay khoảng 3 giờ chiều, một con thuyền đánh cá bị đắm tại đảo Bồ Đài. Khi thủy cảnh đến cứu, phát hiện một người đàn ông họ Ý trên thuyền, nghi ngờ chính là tên bị truy nã của vụ án bắt cóc trước đó. Cảnh sát tìm được hơn 1 triệu đô trên người tội phạm, có lẽ là tang vật. Cảnh phương đã mang số tiền và nghi phạm bắt về đồn. Vụ án sẽ bàn giao cho tổ trọng án Tân Giới Đông tiếp tay. Theo lời nói của anh là bởi vì mong Quân Thoại và công ty mới tiếp tay, nên đã cùng Lương Sản, Ký Tế, còn có Đàm Tinh cùng nhau bắt cóc Mông Nhất Ngôn. Còn anh, sau khi nhận được tiền chuộc rồi, mới biết được người cho anh mướn nhà Du Phi Nhi chính là bà xã của Mông Nhất Ngôn. Thêm vào việc anh ăn cắp 2,5 triệu của Du Phi Nhi đã lấy, trên người anh có 3,5 triệu, có phải là ý này không? Phải, đại khái là số tiền này, nhưng mà tôi đã xài một ít rồi. Vậy tiền chuộc là 5 triệu, anh đã lấy đi 3,5 triệu, sau đó Ký Tế lấy 1 triệu, Lương Sản lấy 500 ngàn. Sau khi chia tiền rồi, các người còn gặp nhau không? Tôi cũng biết trước là hắn sẽ tới tìm tôi lấy tiền, cho nên số tiền để ở chỗ tôi cũng không an toàn. Sau đó tôi bỏ tiền vào trong tủ ở trung tâm thương mại. Khi tôi ra về, tôi phát hiện là hắn đang theo dõi tôi. Nè, nếu như muốn cướp tiền thì tôi đưa tiền cho anh. Tôi là xác chết mà, anh cũng cáo già ghê ha. Mỗi ngày đều giả vờ đi mở hầm tủ. Cũng may là tôi không khờ, tôi cũng theo được anh rồi. Tôi cũng vì muốn an toàn cho nên mới giả vờ thôi mà. Vì vậy tức là chơi tôi rồi. Nè, xác chết, anh cẩn thận cây dao của anh một chút đi. Anh chỉ là muốn tiền thôi. Anh lên đó theo tôi lấy tiền cho anh. Anh đừng giỡn mặt với tôi nha, đi. Đi cầu thang mà. Cao gì, đi nhanh lên. Nè, anh coi chừng con dao của anh đó. Anh chỉ cầu tài thôi mà, phải không? Bớt nói nhảm lại đi, mau mở cửa mau lên. Ê nè, được rồi, chúng ta đều là anh em mà. Anh cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng, tôi nhất định sẽ giúp anh. Phần của tôi chia ít quá vậy, tôi cần thêm 500 ngàn nữa mới đủ. Tôi đã kêu anh bớt chích lại rồi mà. Cầm miệng lại đi. Bây giờ 500 ngàn không đủ, 200 ngàn thì đưa cho anh liền, anh có lấy không? Được, lấy luôn. Anh ngồi coi tivi một chút đi. Đi mau đi. Thực ra các câu chuyện đều là tự gây phiền phức, bởi vì tôi sợ tôi không thể canh hắn hoài, lại không thể khống chế hắn. Sau đó tôi luôn duy trì mua thuốc mê, cho hắn mê tới nỗi mơ mơ màng màng. Alo, Mây Mây. Phải, anh đang ở trên đường đây. Được rồi, để quán cà phê đi, bye bye. Chuyện gì mà tìm anh gấp vậy? Nè, sao mặt anh bị trầy vậy? Alo Jackie, có thuốc mê bán không? Anh Tư cần thì sẽ có thôi. Cho nên là anh luôn cho hắn ta uống thuốc mê, để là nhốt hắn lại như vậy sao? Thực ra tôi chỉ muốn nhốt hắn lại thôi, cho tới khi tôi rời khỏi Hồng Kông thì mặc kệ cho nó sống chết. Nhưng mà không biết có phải thằng này hút nhiều quá hay không, bị lờn thuốc. Có một ngày tôi về nhà, nhìn thấy lồng chó đã mở ra rồi, hắn đã leo cửa sổ bỏ chạy. Chắc là hắn bị tôi thuốc cho tới mơ mơ màng màng, không biết có phải leo cửa sổ cho nên đã té xuống không. Tôi lập tức xuống lầu ngay. Tôi thấy có nhiều người bao vây hắn,
chắc là đã có người báo cảnh sát, sau đó đưa hắn vào bệnh viện, thì tôi lập tức gọi cho anh Tài. Giờ máy check xong rồi, lần sau đừng có mua tiệm này nữa, khỏi phải lo à. Nè, kỹ tí. Vừa rồi tôi đã đi thăm xác chết, hắn vẫn còn đang hôn mê. Nếu như hắn tỉnh lại rồi á, chắc chắn hắn sẽ khai tôi ra. Hắn điên như vậy, khi điên lên á, không những khai chuyện của anh ra, kể cả chuyện tôi bắt cóc thằng khờ đó cũng sẽ khai ra luôn. Để lúc đó phanh phui hết, chết chung luôn. Tôi chính là sợ chuyện này. Anh canh chừng hắn đi. Tại sao tay của anh bị trầy vậy? Đánh nhau với người ta sao? Không, mấy hôm nay có mua một con chó lớn, mỗi ngày đều ở nhà thử xí với nó. Tại nó ồn mà, nên tôi để nó ở trong toilet, nó là không chịu, nên chúng tôi đại chiến với nhau, chó người đánh nhau, bị vậy đó. Tôi có một cái lồng chó hết xài rồi, anh có lấy không? Nhốt nó lại cũng tốt. Có thì tốt quá đại ca, được được, lấy luôn. À, cảm ơn nha, để tôi tự đẩy được rồi. Được rồi, ê anh trai ơi, còn số đồ nè. Cảm ơn. Lần sau cần xe nhớ gọi tôi nha. Một ngày hắn chưa tỉnh thì tôi sợ câu chuyện sẽ bị phanh phui. Có thể nói là vậy. Nếu như hắn không tỉnh lại thì tôi cũng không dự định ra tay. Nhưng mà xui xẻo là Mông Nhất Ngôn tự tìm tới. Đây chính là Lương Sản. Chính xác. Không bao lâu, bác sĩ nói là hắn đã từng tỉnh lại. Vừa rồi anh ta từng tỉnh, chắc là không lâu nữa sẽ tỉnh dậy. Các người nhớ canh chừng đó. Nếu anh ta tỉnh lại thì nhớ báo cho tôi. Tôi biết là chuyện này không giấu được bao lâu, nên đã tìm ký tế thương lượng. Nếu hắn tỉnh rồi chúng ta phiền lắm. Yên tâm đi, tôi không cho nó cơ hội này đâu. Lúc đó tôi tưởng là anh ta có cách khiến cho hắn tỉnh rồi cũng sẽ không phanh phui chúng tôi. Không ngờ phương pháp của anh ta cực đoan như vậy. Giết người diệt khẩu, sau đó giết người không thành, ký tế bỏ trốn. Vậy tại sao anh lại cùng với ký tế chém giết Mông Nhất Ngô và Ngô Diệu Trung chứ? Ngô Diệu Trung dù sao cũng là anh vợ của anh. Anh muốn giết hắn sao? Tôi cho anh số tiền này, điều kiện là anh không được khai anh hai tôi ra. Ai biểu Ngô Diệu Trung đó cứ phải tìm ra chủ mưu bắt cóc Mông Nhất Ngôn. Anh ta tưởng là anh ta giỏi lắm, tìm một dụng cụ đổi giọng con gái gọi cho tôi, nói mình là bạn gái của Lương Sản, biết hết chuyện xấu của tôi, hẹn tôi ra nói chuyện. Chuyện tới nước này rồi tôi không thể không đi. Nhưng cũng may là tìm được ký tế. Ký tế nói với tôi á, Lương Sản vốn không có thích phụ nữ, có nghĩa là tên này giả mạo rồi. Anh ta định là đi theo tôi, không ngờ tới chỗ đó nhìn thấy Ngô Diệu Trung và Tinh Dơ Giái đang ở đó, cho nên anh ra sức chém họ. Sau đó Mông Nhất Ngôn lại chạy ra để cứu Ngô Diệu Trung. Cả câu chuyện phát triển như vậy thôi. Hết chuyện bổ sung rồi chứ gì? Hết rồi. Về tới chúng tôi nha. Anh còn nhớ lúc này anh đang đi đâu hay không? Tôi cho anh chút gợi ý. Buổi trưa hôm đó, bảo vệ của tòa nhà của ký tế có nói giúp anh khiêng cái lồng chó lên xe. Sau đó không bao lâu thì anh đã xuất hiện ở trạm xăng Tây Cống. Anh thật là không nhớ mình đã làm gì sao? Con chó của anh ta chết rồi, tôi chôn xác của con chó thôi. Xác chó thì không con chó lại chết sao? Con chó của hắn nghịch lắm, hắn thường hay đánh nó để trút giận. Hôm đó tôi lên đó thì con chó đã chết rồi. Cái cớ này của anh hơi lố đó. Người bảo vệ nói cái lồng chó nặng như một con người vậy. Nè mấy anh có ý gì đây? Cái gì mà nặng như một con người chứ? Sau ngày 15 tháng 6, Mông Nhất Ngôn nói đã không còn gặp bà xã của anh ấy Du Phi Nhi rồi. Nói tóm lại, người cuối cùng gặp cô ta chính là anh. 2 triệu mấy nhiều tiền vậy mà, chắc chắn là anh lấy rồi. Sao không tìm người kiếm anh được? Nè sếp à, không phải là mấy anh tưởng tôi đã giết Phi Gia rồi chứ? Cô ta phát hiện ra anh trộm tiền của cô ta nên đã hẹn anh ra, bắt anh trả tiền lại cho cô ta. Anh không chịu nên đã dùng thuốc mê với cô ta, sau đó nhốt cô ta vào lồng chó, cuối cùng là đi dứt xác cô ta. Trời sếp à, đừng có vu khống tôi nghe. Cái lồng đó tôi thật sự là lấy để nhốt Lương Sản thôi mà. Tôi có dứt xác thì cũng chỉ là đi dứt xác con chó thôi. Anh xử lý xác con chó tốt bụng vậy sao? Gọi điện thoại người ta xử lý là được rồi. Bởi vì nhà của anh ta có rất nhiều thuốc gây mê ở đó, và tôi không muốn cho người ta biết tôi quen với anh ta, nên tôi không kiếm được người về xử lý, tự mình đi xử lý thôi. Trời sếp à, tôi không có nói dối thiệt mà. Muốn chúng tôi tin anh cũng đơn giản thôi, đi chỗ này với chúng tôi.
suy đoán chắc là con chó.